Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự ông Ngô Thanh Thí, chuyên viên phòng thanh kiểm tra số 3 Cục thuế tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về việc ông Ngô Thanh Thí có hành vi không đúng khi thanh tra kiểm tra đối với một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại đường Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku và đã tổ chức xác minh điều tra cụ thể. Một trưởng phòng của Cục Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã đến Cục Thuế tỉnh vào phòng làm việc của ông Thí để kiểm tra tài liệu chứng tử. Theo vị cán bộ này, ông Thí có nhiều năm công tác tại phòng thanh kiểm tra số 3, sau đó chuyển xuống tri cục thuế thành phố Pleiku. Ông Thí về lại phòng thanh kiểm tra số 3 được 3 năm nay. Ông Thí bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ để làm rõ quá trình thanh tra kiểm tra của ông này đối với một doanh nghiệp chuyên về vật liệu xây dựng có trụ sở tại đường Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai. Việc tạm giữ ông Thí đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai thi hành và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp, vừa có văn bản xác minh việc mạng xã hội phát trực tiếp video thuyết giảng của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Tổ đình Hộ Pháp là nơi Đại Đức Thích Nhuận Đức biệt chúng sám hối, theo kỷ luật của giáo hội. Cụ thể, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa khẳng định, sau cuộc họp ngày 4 tháng 6 năm 2024, Đại Đức Thích Nhuận Đức không trực tiếp thuyết giảng mà chỉ có lên mạng một lần để có đôi lời thông báo cùng với Phật tử hôm 6 tháng 6 năm 2024. Thượng tọa cũng cho biết, Tổ đình Hộ Pháp chỉ có một kênh video duy nhất trên YouTube có tên Chân Thành Niệm Phật VLT. Các kênh và mạng xã hội khác mang tên Tổ đình Hộ Pháp đều không biết ai quản lý. Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa xác nhận, Đại Đức Thích Nhuận Đức luôn luôn tuân thủ công văn số 223 TB HDTS VP2 ngày 6 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Trị sự, nghiêm cấm thuyết giảng trong mọi hình thức. Ngày đêm lạy Phật sám hối lỗi lầm và chuyên tâm niệm Phật một đời cầu vãng sanh cực lạc. Theo sự chỉ dẫn của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, vào kênh video trên Youtube có tên Chân Thành Niệm Phật VLT, thì kênh này không phải là kênh duy nhất mà giới thiệu và từ đây kết nối chính thức đến nhiều trang khác trên nền tảng Facebook, TikTok, Zalo, với nhiều tên gọi khác. Cũng trong văn bản của Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa xác minh về việc trên, Thượng tọa cho rằng cộng đồng mạng cứ quấy nhiễu sai sự thật và kính nhờ an ninh mạng giúp tháo gỡ cho. Thượng tọa Thích Chí Định, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thêm, Đại Đức Thích Nhuận Đức không phải là trụ trì tổ đình hộ Pháp, thị xã Phu Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như một số nơi đưa tin, mà chỉ là thành viên chúng ở đây. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo về hình thức kỷ luật với Đại đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng. Các phát ngôn và thuyết giảng này làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và giáo hội. Do đó, Đại đức Thích Nhuận Đức bị nghiêm cấm, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư tăng và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Địa Vũng Tàu. Đồng thời, bị kỷ luật biệt chúng tổ đình hộ pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao ban pháp chế Trung ương, ban kiểm soát Trung ương và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với đại đức Thích Nhuận Đức trong vòng 1 năm. Cách đây ít hôm, Công an tỉnh Gia Lai phát thông tin Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh này vừa làm thủ tục trao căn cước cho ông Lê Anh Tú hay còn gọi là ông Thích Minh Tuệ. Tại trụ sở đại diện công an tỉnh Gia Lai cũng hướng dẫn cho ông Lê Anh Tú về việc sử dụng và quyền lợi khi có căn cước. Chiều 12 tháng 6, công an Gia Lai cũng đưa lên Facebook của công an tỉnh video toàn bộ chia sẻ của công dân Lê Anh Tú về việc tu hành. Trong video này, ông Thích Minh Tuệ cho biết những ngày qua sức khỏe của con tốt vẫn bình thường, đảm bảo tu tập thực tế khi làm căn cước công dân đối với những người họ cần giao dịch nhiều hay tài sản gì đó thì căn cước rất cần thiết cho họ với người tu hành mình có căn cước mang theo để chứng minh mình là một người công dân thì cũng tốt đẹp học tập theo lời phật dạy là điều tốt đẹp hạnh phúc người ta theo dõi quan tâm thì tốt đẹp nhưng mà họ quan tâm học tập tu hành thì tốt đẹp còn họ quan tâm để kiếm tiền để câu like view trục lợi gì đó hay liên quan đến chính trị mất an ninh thật sự thì không tốt đẹp quyền lợi ích của họ nhưng đi theo để quay phim suốt ngày đêm gây mất trật tự, mất an toàn giao thông, gây trở ngại cho người tu hành, chỗ nào cũng đưa lên gây ồn ào thì không đúng với người tu nữa. Người tu cần yên tĩnh, đi một mình, đảm bảo thanh tịnh, nơi vắng vẻ, còn tụ tập ồn ào như thế lại ảnh hưởng, không đúng cho người tu hành nữa. Tu hành thì đừng có quay phim, chụp ảnh họ nữa để cho họ yên tĩnh. Tu hành mà suốt ngày quay như thế này, hỏi thử sao ngồi thiền, sao tu hành được sao đi khất thực vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thấy cái máy quay hay chỗ nào cũng quay như thế thì cảm thấy không có thời gian để cho mình tự do con đi bộ hành cũng nói với những người quay phim tất cả mọi người không nên quay phim chụp ảnh nữa những việc trục lợi gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông còn khắc nguyện tu hành đầu đà phải có thời gian chỗ yên tĩnh đảm bảo thực hành đúng hạnh đầu đà như ước nguyện của mình thì đảm bảo được hạnh phúc không có ai đi theo mình Nguyện ước của con mong rằng có điều kiện để học tập theo lời Phật dạy và con cũng ước nguyện cho mọi người được hạnh phúc, vui vẻ, đều được học tập theo lời Phật dạy. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể Bắc Cạn cho biết trên địa bàn huyện vừa ghi nhận hai ca tử vong chưa rõ nguyên nhân. Theo đó, ngày 9 tháng 6, bà D, sinh năm 1960, dậy ăn sáng bình thường, sau đó đi cắt cỏ thì thấy người mệt, lạnh, đau đầu nên đã về nhà uống hai viên thuốc trị đau đầu. Sau đó, bà vẫn thấy khó chịu, được đưa đến trung tâm y tế huyện Bạch Thông để cấp cứu, trên đường còn nôn và đi ngoài tiêu chảy. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn trong tình trạng hôn mê, tím tái, nguy kịch. Đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Trên đường về, bệnh nhân tử vong. Trước đó cháu V, sinh năm 2022, cháu ruột của bà D cũng có các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nôn và đi ngoài tiêu chảy đã tử vong ngày 5 tháng 6. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này con trai bà D là anh DVG sinh năm 1985 và cháu là SVT sinh năm 2012 cũng có các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu. Hiện một người đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn, một người được theo dõi tại nhà. Đến ngày 10 tháng 6, gia đình bà D lại có thêm hai người có các biểu hiện sốt, đau đầu và đi ngoài phân lòng. Bác sĩ Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn cho biết, Sở Y tế Bắc Cạn đã lập đoàn công tác làm việc với chính quyền, cơ quan y tế địa phương và gia đình nạn nhân. Qua điều tra bước đầu xác định, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Đê có 5 người cùng ăn cơm. Ngoài 4 người gặp vấn đề sức khỏe, có một cháu nhỏ vẫn khỏe mạnh bình thường. Sở Y tế Bắc Cạn đã lấy các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân vụ việc, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác cứu chữa, chăm sóc cho các trường hợp đang theo dõi, điều trị. Sở Y tế Bắc Cạn cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tập trung xét nghiệm, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên để có giải pháp phòng chống hiệu quả.